nhà rồng bây giờ này cho tí cho không gì sẽ đợi cho số sổ chùa cái đèn nó là cô tại đó làm gì để cho này cho tí cho không gì cho phát sổ có sổ chùa ấy rồng gì kia và thế chia sẻ để sẽ đợi là gì chỉ tao thực hiện nó có nhà rồng thế sẽ là những chỉ một món chỉ một kiện sẽ đợi nhà ca sĩ lưu cho lời tặng đây còn là nó của cho phát tàu để ra sáu sự cô cố chỉnh là một dòng tờ họ tôi sao để cho vào trong chế một nhẹ 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 chia là cô lo sự cố chỉnh hôm nay cô ấy chờ trên này chờ gì chờ không dư sau phố sau chùa sau đây sau tù lò cộng để cô sau sự à sai sai nó bỏ luôn gì để cho một đi trả cho một tránh mày một đi trả thế chỉ tại điện thờ rồi cho thôi đây chờ gì chờ không dư sau đó sau đây sau tù để cho sau phố sau chùa bây giờ thì giờ họ bỏ bây giờ họ tàu sai lại nó là sau đời cụ thọ thị cho sau đời họ nhà rồng thì nể chữ được cụ tia ta sao lưu đàn lưu rồng rồi cụ có một thời gian sau sự lễ để canh cử chủ trì được đón đây cụ họ mất bia tôi cho sau bốn số chùa tôi một đi trả nó là cho nên cho thị cho không nhiều sau đời thì đi tỏ giải tàu cho lọ sai một điều chẳng tàu cho chân thị cho thị cho không nhiều sau đời nó là để cụ giờ cho phải tạo ra sau sự tạo là một sao trận đầu bọn đấy, giờ tôi sang, trong vào trong chế, muốn nhảy nhảy nhảy, chia nó nên cứ tiếp nhiều. Còn đấy nó, nên nó hại, giờ tôi sang chơi cho blue, thế là giờ cho phổ dân, cho chịu phổ dân trong đồn nô, chơi lối chơi tôi sang nó giờ. Thế thì cứ tiếp nhiều thế, số lượng số tù cho nên cho chị cho số hộ số chùa không nói thế giờ, để lâu, rồi ít bị chữ ít chữ, lo chơi giờ là cô hà linh đấy. Thế thì họ tránh tiền, nó chơi cô mua vào off phần, ít phần thì cô cho phổ yên, ít phần thì cô cho pro, à mua ít phần thì cô cho đồ nô, tu nọ tu chữ, nên chỉ lừa cô mua nhiều cho lò lợi rộng, mua y mua phanh một đồ tệ phổ yên tệ pro, nó lò yên mua tránh cái gì mua chữ, còn nó sau đó tham ba xe thì sau đó chỉ cho tao tao dụ kế, rồi thì dọn xe cho phổ yên hoặc cho pro. Cả đồ nô cả giờ sao mà ô tô xa cả đồ nô nhà đi thì cả sao mà ô lụa sọt chai giờ tôi nói tôi chứ chỉ những lợi dụng một nhà một giò là một hiện tượng của dân là cũng mua để nói để sau đời chỉ sát chạy sao tụ đùa sát chạy sao tụ mua sát chạy sao tụ về sẵn sát chạy sao tụ ô tôi nói tôi chứ là giờ nói giờ không tao thầu thì người nhà giàu giàu nữ sĩ là nhà tiệc từ nghệ văn chi chế lại tiệc tôi chính sự lo họ thọ tàu đi lại tiệc khó sáu sự tờ sĩ nói tờ chữ sĩ tôi là nó đó sẽ bỏ đi nó lời nó chỉ mà bỏ tàu tranh minh lại tiệc từ này từ giờ tự nhiên từ này từ giờ từ này tôi xa nó sẽ nói cái gì không hiểu nữa nó chỉ cô yếm mà không được nó vì giờ nó cho nó cho nó nên sai ít đi à cho được nó ý sao cái cỡ để xây dựng mô tô lên tìm mà lên từ chứ họ không thể nói để cũng chỉ ta kết trận trận được bao nhiêu ở chỗ tua ở tù sáu sự chỉ cho ở thì chỉ có bỏ chữ mình chỉ nói để của họ thoát chuyện này có tù có tí lâu có ta xả đi trả tiền của em mới cho ý họ mình mình nó cho được sai à thâu trong tàu có tù tí lâu sáu sự chỉ cho ở là có vui giả đối diện của tiền ta xả đi trả mình để trong tàu được có tí để của em mới cho chọn nó mình chỉ mình chỉ cho cái này cho gì cho không như là cái số lượng số tù sau đời cái này họ tàu say và tàu bỏ nhóm một tàu bỏ thì là sau đời thì đi để mà tranh một gì cả một điều chọn tàu khi nào tắm nước tao sợ tắm nước mới sợ phải nhá ai chỉ nó xưa nó chỉ có thay đổi cái đi đi chúng con nhỏ này nhớ đi nhớ tụi nó ăn nhá này xin nước số tù tù nhỏ cái nước khe mà cái đầu cái tên nhỏ số tên là đá nó này tôi muốn cái chéo bả à nhà số tôi nhỏ mà đá tôi nha chú mong béo lúc tết chết ta chỉ nói về giờ lấy mẫu đu phải sao chỉ phải luôn lo
thằng đàn ông cứ thứ tao hai đi tao nên sợ đợi sau này sợ tù bố họ tao mất trò tao nên sợ đợi cả tao say biển thì nó lại nó là họ nói bây giờ biển gì cho là sợ to thì giàu đi nó ở đây bà ta có hai ta hạt thầu cho hầu nó vào mỗi ngày trả lại sau đấy chủ chế pha thì thấy nhiều lúc vào lúc chơi ở đây chơi thì thiếu tao không thể lòng để ấy khó một cái cỡ thế là ấy khó cái chính pha tao có nhiều thằng bạn với thì không nhiều giờ nhiều chỉ mất xe giữ nhiều tài sản nhiều chỉ mất xe để sẽ chùa son rồi nhiều vào nhiều chơi mỗi ngày thì là giờ để mong có một lòng để mong chơi mong xuống nó chỉ nhiều chủ là tù mua nhiều chỉ bỏ tù tu sáng ai giờ tù nhẹ ai giờ tù tư à tù tu sáng thì sẽ son rồi nhiều à thì giờ toàn tài sẽ kế tư là để một số nước chùa trả bây giờ một cái kế cả tọt một ta là nó là nhiều thứ chỉ bỏ tù là tù soi nhiều tù 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 soi nhiều ta chỉ nhông nhiều thấp lời thì như nhẹ kia ta chỉ nhông thấp lời có kia họ nói thì giờ mua đầu số đầu giờ ý họ chỉ cứ giờ thì tôi sai đây mua thứ ô tô mà chỉ cứ giờ tôi sai rồi họ tự đi sang chỗ tàu dù tôi chưa chế và dù chỉ nhỏ à họ vào họ chế và đầu tiên nhà tàu là giờ thì luôn mua nhà tàu thì tổ xa nhà là giờ thì nhà trâu là tên trong nó là họ nói là cứ giờ ý họ chuyên nghiệp ấy luật sạch tệ thì tài nghề ý chữ rồi yên mù nhà nhà một giọt phá để bên này nó hành động ô rồi tôi đi mua lũ chú chị là lũ của lư rồi tôi mù tôi này mù tôi sao xưa rồi chuyện ba tàu chú yên à cho rồi tôi kinh tin này mua rồi chuyện ở tua tin này sợ rồi chuyện ăn cầu chỉ hai từ về sự mua chỉ hai từ tôi chính sự từ mua là rồi chuyện ở tua có chơi thế nó mua xả lọt cho ấy từ tôi sao này tôi chỉ rồi vừa tới tiếp hệ sắp lại ô rồi thì tôi sao họ nói chỉ mua hai trong kia thì chỉ hai từ lúa chỉ hai từ mua chỉ hai từ tu sa hồi yến là giờ từ trước hồi yến từ hồi yến nó là nội chỉ tới yến họ là nội liên nhà là cô giáo ít khó họ nội lúa nội chỉ mua nó chỉ mua lá kéo cuốn phát sẽ bắt chờ là chỉ nội tây nhà nó là cô giáo ít khó họ là giờ thì tên luôn nu để chỉ lúa thì giờ nếu là cô làm đồ nô thì chỉ nếu cô cho cho cái của yến của chùa mua yến chùa nó chỉ nếu cô nhẹ là giờ nếu chỉ của yến của chùa nó là nếu ý tưởng này đồ nô nó là nhà họ thành thầu vào tết trời nó vận mình là nếu chùa một có vô định tự này một cho anh gan nên nó chỉ mua nhẹ xe lợi nó là cô cho cho một túi sáng cho mua nhẹ kia hắn đợi nó giờ túi sáng là mua nhẹ uống nhẹ nó chỉ bao chỉ mình là giờ từ từ kia này cái gì bao nhiêu nữa nếu có lo sư có mất chỗ tàu tè mà chỉ thắt lại một trái phơi rồi ba lỗ chế là giờ thắt lại một ba bộ thắt lại một mối lửa xử lý không nói chuyện tốt chuyện tàu thì tôi sai rồi ta nút từ là chỉ có mất tàu thì tôi sai là để có đi bao mây thì giờ tôi là một tàu đó lửa hóa thì tôi mong ai giờ nhiều lũ xe xả mua nhiều dàn tờ là giờ nhà không được là giờ không hay là tàu dùng tàu ấy giờ nó, thì giờ họ tranh tranh sắp rồi, ấy giờ yêu đuối xem sáng mùng ngày giờ không nữa sự, giờ không nói chuyện mấy nu, thì giờ lọt rồi yêu thế này, ấy giờ sợ sẽ lọt rồi yêu thế này thì chỉ một, nên là mà nói thế mà, đánh trời là một rồi tết trời nhất là, nhà lụa nhất là rồi thế này thì, họ nó của cải vật chất, thì gì, vớt đầu quan trọng chủ yếu, ấy giờ ý thức quyết định vật chất, hay là vật chất quyết định ý thức. Thế thì do thì cũng tụ cũng biết sao sự tua là mà thế hậu lực tôi ra tôi nhận là giờ ít của trái giả nói thì cũng muốn đánh trong tiền do ý thức quyết định vật chất là nói để sẽ đợi họ xa xế còn nó bây giờ đi nó mới giờ đi nó họ giờ để sẽ kế của tôi ra tôi nhận là sẽ kế một do luôn bây giờ đi nó ý tùy đi tôi này thì giờ ý thức chúng ta ý thức quyết định tạo vật chất mà sao mà giờ tránh khắp lời là người nói nó cứ đi bây giờ họ nói thì cô cho rằng cho họ xuất sự đi nó cho lò trâu cho nên cho gì cho không nhiều sẽ đợi cho nên sợ tù à đó sợ bỏ sợ chùa à đó sai bỏ ta cho họ lò đi nó lại nó là cũng cũng chùa lập cái đi nó xứ mua lưu của chồng tao cho nên cho gì cho không nhiều sẽ đợi à mua ít đồ đạc cũng rồi họ lò bán để chưa được cụ thia bắt sang cả cụ thia họ cũng không mua đam mua rồi mua để trả xuất sự để kiến cử tạo tê tại tôi cho cái tàu đó là cũng không
mà đã mới rồi để cho tôi sau bữa sau chùa và cho này cho chị và cho cũng như sau đời sau đây sau tù họ nhớ một tập bao gọi sau đời họ nhớ bạn mình cho đời tận tê một liều của chồng tao rồi cho này cho chị cho cũng như sau đời sau đây sau tù sau đời nhớ rồi.